smartphone hay máy tính bảng của các bạn trở nên cấp bách trong khi mà pin thì hết, điện thoại thì tắt bóng, mà không phải ở đâu cũng có ổ điện cho bạn ôm và trả ấm. Nói đây thì chắc các bạn cũng đoán ra là điện thoại của mình cần đến thiết bị gì rồi đúng không? Đúng, mình đang nói đến pin sạc dự phòng. Đây là một thiết bị vô cùng là nhỏ bé nhưng rất đáng lưu ý cho lựa chọn của chúng ta. Khi mà các hãng đã chạy đua về thiết kế hay là phần cứng thì cái viên pin tích hợp vào trong điện thoại hay là máy tính bảng của chúng ta trở nên là không đủ cho cái nhu cầu người dùng. Cũng giống như con người, nhu cầu hoạt động cao mà không ăn hay như điện thoại không dò pin kịp thời thì hệ quả tất yếu là mỏ hay còn gọi là sập nguồn. Tuy không tạo ra sự ồn ào nhưng dòng sản phẩm pin sạc dự phòng đến từ Sony luôn giành được sự yêu mến của rất nhiều người do công nghệ lõi pin tốt, tốc độ sạc nhanh và độ an toàn cao. Mới đây thì hãng vừa tung ra thêm một sản phẩm mới, đó là CBR10 hỗ trợ công nghệ sạc pin siêu tốc. Cụ thể CBR10 có dung lượng lõi pin ở 3.7V là 10.000 mAh, sử dụng công nghệ lõi pin cao cấp đi polymer có cho độ bền cao, giữ được 90% dung lượng pin sau 1.000 lần sạc xả toàn bộ. Đáng chú ý là mẫu pin này hỗ trợ công nghệ siêu tốc Quick Charge 2.0 cho phép sạc đầy 50% pin thiết bị trong vòng 30 phút. Ngoài ra nó vẫn giữ được cái thiết kế nhôm nguyên khối cao cấp và có các tính năng bảo vệ nguồn cho thiết bị. Nói thêm một chút thì cái dung lượng 10.000 mAh này là ở 3.7V. Tuy nhiên khi sạc cho các thiết bị của chúng ta thì nó phải kích lên 5V, vậy nên là cái năng lượng tiêu hao trong quá trình chuyển đổi sẽ dẫn đến là nó chỉ còn khoảng 70%, tức là bị cục pin này là 10.000 thì các bạn chỉ sạc xả dung lượng thực của nó sẽ là 7.000. Mình không hiểu là trên thị trường lại có những cái cục pin 10.000 mà lại bé tí, thì không hiểu là nó chứa pin gì khéo mở ra lại là pin con thỏ. Về cái việc là 1.000 lần sạc xả mà vẫn giữ được đến 90%, tức là gần như mới, các bạn có thể hình dung là mỗi ngày các bạn sạc xả đi một lần hết 100% của cho cái cục pin này ấy, thì tức là trong vòng 3 năm các bạn có một cục pin là gần như là mới. Điều này là không thể so với những cái sản phẩm trôi nổi ngoài thị trường đến từ Trung Quốc ngoài kia. Các bạn có thể thấy cục pin này có thiết kế rất là sang trọng và nó tối giản đi rất nhiều những cái chi tiết thừa. Ở đây thì mình chỉ có nút on off này, cổng micro USB để sạc lại, để sạc cho các thiết bị di động của bạn hay là máy tính bảng, và đèn báo phần trăm pin còn lại. Và đây là cổng sạc cho chính cục pin này. Những cái thiết bị pin sạc dự phòng của Sony thì thường có giá cao hơn các thiết bị khác một chút. Tuy nhiên đổi lại chúng ta có thương hiệu uy tín, chất lượng đảm bảo, độ hoàn thiện tốt cũng như là độ an toàn cao. Những cái thiết bị của Sony thì thường là ít cháy nổ và đã được thông qua những cái thí nghiệm rất là kỹ càng. Các bạn có thể yên tâm và đây là một lựa chọn đáng có cho chúng ta. Cuối cùng là mức giá của CBR10 tại Singapore đó là $119 Sing, tương đương với khoảng 1,86 triệu đồng Việt Nam.